Cô chào tất cả các con. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các con trong chương trình tiếng Việt lớp 3. Ngày hôm nay cô trò mình sẽ cùng nhau đến với một tiết tập đọc mở đầu tuần thứ 2 tiếp nối chủ điểm măng non. Trong thực tế cuộc sống, đôi khi có những chuyện rất nhỏ nhặt mà dẫn đến việc hiểu lầm và giận nhau. Nhưng với tình bạn ngây thơ trong sáng và hồn nhiên, chúng ta lại làm lành với nhau. Có một đôi bạn, đó là Enrico và Coretti, đã giận nhau và hai bạn lại làm lành với nhau như thế nào? Tình bạn của họ vô cùng đáng quý. Chúng mình sẽ làm quen với họ qua bài tập đọc Ai có lỗi nhé. Bài đọc của chúng ta có 3 phần. Phần thứ nhất là phần luyện đọc, phần thứ hai là tìm hiểu nội dung câu chuyện và phần thứ ba là kể lại câu chuyện. Trước khi luyện đọc, cô sẽ đọc mẫu toàn bài cho các con cùng nghe. Các con lắng nghe cô giáo đọc mẫu nhé. Ai có lỗi? Tôi đang nắn nót viết từng chữ thì cô Retty chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô Retty cười đáp: "Mình không cố ý đâu." Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ là cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng. Lát sau để trả thù, tôi đẩy cô Retty một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi nói: "Cậu cố ý đấy nhé." Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại nói thêm: "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng." Cơn giận lắng xuống, tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là cô Retty không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ. Chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhìn tôi muốn xin lỗi cô Retty, nhưng không đủ can đảm. Tan học, tôi thấy cô Retty đi theo mình. Tôi đứng lại rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên. "Ấy đừng," cô Retty cười hiền hậu. "Ta lại thân nhau như trước đi." Tôi ngạc nhiên ngây ra một lúc, rồi ôm trầm lấy bạn. Cô Retty nói: "Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không Enrico?" "Không bao giờ, không bao giờ," tôi trả lời. Về nhà, tôi kể chuyện cho bố nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: "Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi, thế mà con lại giơ thước dọa đánh bạn." Theo Amici, Hoàng Thiếu Sơn dịch. Bây giờ cô trò mình sẽ cùng nhau sang phần giải nghĩa từ. Trong bài này cô sẽ giải nghĩa một số từ để giúp các con hiểu rõ hơn nội dung của câu chuyện. Từ thứ nhất là từ kiêu căng. Kiêu căng có nghĩa là cho rằng mình hơn người khác, coi thường người khác. Từ thứ hai của chúng ta là từ hối hận. Vậy hối hận có nghĩa là gì? Hối hận có nghĩa là buồn, tiếc vì lỗi lầm của mình. Từ thứ ba chúng ta có đó là từ can đảm. Can đảm có nghĩa là không sợ đau, không sợ xấu hổ hay nguy hiểm. Và từ cuối cùng đó là từ ngây. Ngây ở đây có nghĩa là đờ người ra, không biết nói gì, làm gì. Vậy để các con hiểu rõ hơn từ ngây, cô giáo có một câu như sau. Trong giờ học, tôi không chú ý nghe giảng bài. Cô giáo gọi, tôi đứng ngây người ra không biết trả lời. Các con hãy tập đặt câu với những từ chúng ta vừa dạy nghĩa ở trên nhé. Bây giờ cô trò mình sẽ cùng nhau sang phần luyện đọc từ. Trong bài này có một số từ khó phát âm, đó là các tên riêng. Ví dụ như Coretti, Enrico hoặc từ Nguyệt. Từ nguệch các con chú ý cho cô vần oách. Chúng ta có từ tiếp theo là từ khuỷu tay. Các con cũng chú ý cho cô vần khuỷu. Và từ cuối cùng là từ kiêu căng. Chúng mình cũng chú ý cho cô vần yêu. Bây giờ các con hãy cùng cô đọc lại một lần nữa nhé. Coretti, Enrico, nguệch, khuỷu tay, kiêu căng. Chúng ta cũng chú ý tới việc ngắt nghỉ ở các câu văn dài. Cô giáo lấy ví dụ như câu văn sau.
Các con hãy tìm xem cô đang nghỉ ở vị trí nào nhé. Tôi đang nắn nót viết từng chữ thì cô Retty chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút ngoạch ra một đường rất xấu. Các con thấy cô đã ngắt nghỉ ở vị trí nào chưa? À, cô đã ngắt sau từ chữ nè và sau từ tôi. Các con hãy chú ý để cho phần luyện đọc hay chúng mình đọc thật đúng nhé. Bây giờ cô trò mình sẽ chuyển sang phần luyện đọc hay. Các con chú ý cho cô giọng đọc của bài và lưu ý giọng đọc của từng nhân vật. Trong câu chuyện của chúng ta có 3 nhân vật chính, đó là cô Retty, Enrico và bố của Enrico. Giọng của cô Retty nhẹ nhàng khi lỡ chạm tay Enrico, bực tức sau khi bị Enrico đẩy tay, hiền hậu nhẹ nhàng khi làm lành với bạn. Còn giọng của Enrico thì sao? Enrico đọc với giọng vui mừng khi được làm lành với bạn. Giọng của bố Enrico nghiêm khắc và chỉ ra lỗi sai của con mình. Và trên đây là đoạn văn thứ tư cô giáo đã lựa chọn để chúng mình có thể luyện đọc giọng của từng nhân vật sao cho thật đúng. Với những từ cô đã in màu đỏ thì chúng mình cố gắng chú ý nhấn giọng ở những từ này khi đọc nhé. Bây giờ các con hãy lắng nghe cô đọc mẫu đoạn văn thứ tư này nhé. Tan học, tôi thấy cô Retty đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên. Ấy đừng, cô Retty cười hiền hậu. Ta lại thân nhau như trước đi. Tôi ngạc nhiên ngây ra một lúc, rồi ôm trầm lấy bạn. Cô Retty nói, chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không Enrico? Không bao giờ, không bao giờ, tôi trả lời. À, vậy là các con đã lắng nghe cô đọc mẫu đoạn văn thứ tư này rồi đúng không? Các con có thể lựa chọn một đoạn văn khác trong bài đọc để luyện đọc nhé. Ở nhà chúng mình sẽ cần phải luyện đọc rất nhiều lần bài tập đọc này để luyện đọc thật là hay, thật là trôi chảy nhé. Bây giờ cô sẽ đọc mẫu lại toàn bài một lần nữa cho các con nghe. Các con lưu ý chúng ta không chỉ đọc đúng mà còn đọc hay nữa nhé. Ai có lỗi? Tôi đang nắn nót viết từng chữ thì cô Retty chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút ngoạch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận, cô Retty cười đáp, mình không cố ý đâu. Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ là cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng. Lát sau để trả thù, tôi đẩy cô Retty một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi nói, cậu cố ý đấy nhé. Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống nhưng lại nói thêm, lát nữa ta gặp nhau ở cổng. Cơn giận lắng xuống, tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là cô Retty không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhìn tôi muốn xin lỗi cô Retty nhưng không đủ can đảm. Tan học, tôi thấy cô Retty đi theo mình. Tôi đứng lại rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên. Ấy đừng, cô Retty cười hiền hậu. Ta lại thân nhau như trước đi. Tôi ngạc nhiên ngây ra một lúc rồi ôm trầm lấy bạn. Cô Retty nói, chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không Enrico? Không bao giờ, không bao giờ, tôi trả lời. Về nhà tôi kể chuyện cho bố nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng, đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi, thế mà con lại giơ thước dọa đánh bạn. Theo Amici Hoàng Thiếu Sơn dịch. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau sang phần tìm hiểu nội dung câu chuyện nhé. Câu hỏi đầu tiên của chúng ta như sau. Vì sao hai bạn nhỏ giận nhau? Vậy để trả lời được câu hỏi này, các con hãy dừng màn hình lại. Chúng ta đọc thầm cho cô giáo đoạn số 1 và đoạn số 2 của bài đọc để tìm câu trả lời nhé. À, các con đã biết được vì sao hai bạn nhỏ giận nhau chưa?
Coretti vô ý chạm khuỷu tay Enrico, làm Enrico vít hỏng. Enrico đã giận bạn, tìm cách để trả thù Coretti bằng cách là đẩy Coretti làm hỏng cả trang vít của bạn. Thế là hai bạn nhỏ đã giận nhau rồi đấy các con ạ. Bây giờ cô giáo có câu hỏi số 2 như sau. Vì sao Enrico hối hận muốn xin lỗi Coretti? Vậy để trả lời câu hỏi số 2 này, các con cũng dừng màn hình lại, đọc thầm cho cô đoạn số 3 của bài đọc để tìm câu trả lời nhé. Các con đã trả lời được chưa? Vì sao Enrico hối hận muốn xin lỗi Coretti nhỉ? Khi Enrico bình tĩnh lại, Enrico cảm thấy rất thương bạn và nghĩ chắc việc bạn làm là không cố ý với mình. Thấy thương bạn vì thấy vai áo bạn sứt chỉ, chắc là bạn đã làm rất nhiều việc để giúp đỡ mẹ. Lúc này Enrico bắt đầu thấy hối hận, muốn xin lỗi bạn nhưng lại không đủ can đảm đấy các con ạ. Bây giờ cô trò mình cùng nhau chuyển sang câu hỏi số 3 nhé. Hai bạn nhỏ đã làm lành với nhau ra sao? Vậy để trả lời câu hỏi này, các con cũng dừng màn hình lại, đọc thầm cho cô giáo đoạn số 4 của bài đọc để tìm câu trả lời nhé. À, các con đã biết hai bạn nhỏ làm lành với nhau như thế nào chưa? Tan học, Enrico thấy Coretti đi theo mình. Nghĩ rằng Coretti sẽ đánh mình nên bạn đã rút cây thước kẻ cầm tay và giơ lên. Lúc này Coretti lại cười rất là hiền hậu và đề nghị làm hòa với Enrico. Việc này đã khiến cho Enrico rất ngạc nhiên, nhưng sau một vài phút thì Enrico lại thấy vui mừng vì điều đó và ôm chầm lấy bạn. Vậy là hai bạn đã làm lành với nhau rồi đấy các con ạ. À, chúng ta tiếp tục sang câu hỏi số 4 nhé. Bố đã trách mắng Enrico như thế nào nhỉ? Các con hãy dừng màn hình, đọc thầm cho cô giáo đoạn số 5 và trả lời câu hỏi này nhé. À, bố đã trách Enrico là Enrico là người có lỗi, đáng lẽ phải chủ động xin lỗi bạn, nhưng mà còn giơ thước dọa đánh bạn nữa. Bây giờ cô trò mình sẽ cùng nhau chuyển sang câu hỏi số 5 nhé. Theo em, mỗi bạn có điểm gì đáng khen? Vậy để trả lời được câu hỏi này, các con hãy dừng màn hình lại, chúng ta đọc toàn bộ câu chuyện để tìm ra câu trả lời nhé. Sau khi các con đã đọc toàn bộ nội dung câu chuyện, thì các con đã tìm ra được những điểm đáng khen của hai bạn nhỏ chưa? Ta thấy Enrico đáng khen vì Enrico biết ân hận, biết thương bạn. Khi bạn làm lành, cậu cảm động ôm chầm lấy bạn. Còn Coretti thì sao? Coretti rất đáng khen vì cậu biết trân trọng tình bạn và rất độ lượng, nên dù bạn có lỗi vẫn là người làm lành trước với bạn. Chúng mình cũng cần phải học hỏi những điểm đáng khen của hai bạn nhỏ trong câu chuyện này nhé. Vậy thì qua câu chuyện muốn khuyên chúng mình điều gì? Câu chuyện này muốn khuyên chúng mình là phải biết nhường nhịn với bạn, nghĩ tốt về bạn và biết nhận lỗi khi lỡ cư xử không tốt với bạn. Tình bạn thật là đáng quý. Còn với chúng ta, trong lớp chúng ta có rất nhiều bạn bè, chúng mình cần phải làm gì? Chúng mình cần phải hòa nhã này, biết thương yêu bạn, biết giúp đỡ bạn, và nếu có lỡ lời với bạn thì phải biết xin lỗi bạn và cùng nhau tiến bộ, cùng nhau đoàn kết để xây dựng một tập thể lớp thật là vững mạnh nhé. Các con đã được luyện đọc và tìm hiểu nội dung của câu chuyện. Bây giờ cô trò mình sẽ cùng nhau sang phần kể chuyện nhé. Tiết học này thì cô giáo sẽ hướng dẫn các con kể lại câu chuyện theo tranh. Vậy thì câu chuyện này vốn được kể theo lời kể của Enrico. Tuy nhiên ở tiết kể chuyện hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các con kể lại câu chuyện theo lời kể của em. Vậy các con có hiểu kể theo lời kể của em là như thế nào không? À, kể theo lời kể của em có nghĩa là các con sẽ là người kể lại câu chuyện giữa Enrico và Coretti cho mọi người cùng nghe đấy.
Bây giờ các con sẽ hướng mắt lên màn hình của cô. Trên màn hình của cô có 5 bức tranh. Từ bức tranh số 1 đến bức tranh số 4 là vẽ về cảnh hai bạn nhỏ trong câu chuyện, đó là Enrico và Coretti, và những chuyện đã xảy ra với hai bạn nhỏ. Còn bức tranh số 5 thì vẽ về cảnh cuộc đối thoại giữa bố Enrico và Enrico. Bây giờ các con hãy lắng nghe cô kể lại câu chuyện bằng lời kể của mình nhé. Ai có lỗi? Trong lớp học, hai bạn Coretti và Enrico được xếp ngồi cạnh nhau và chơi với nhau khá thân. Có một lần, Enrico đang nắn nót vết từng chữ thì Coretti chạm khuỷu tay vào Enrico, làm cho cây bút ngoét ra một đường rất xấu. Enrico nổi giận, Coretti cười đáp, mình không cố ý đâu. Cái cười của Coretti làm cho Enrico càng tức giận. Enrico nghĩ là Coretti vừa được phần thưởng nên tỏ vẻ kiêu căng với mình. Sau đó, Enrico cố tình trả thù bằng cách đẩy Coretti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của Coretti. Coretti giận đỏ mặt, giơ tay dọa Enrico nói, cậu cố ý đấy nhé. Thấy thầy giáo nhìn, Coretti hạ tay xuống nhưng lại nói thêm, lát nữa ta gặp nhau ở cổng. Cơn giận lắng xuống, Enrico bình tĩnh lại, bắt đầu cảm thấy hối hận và nghĩ rằng Coretti không cố ý chạm vào cửa tay mình thật. Nhìn thấy vai áo Coretti sức chỉ, Enrico nghĩ chắc vì cậu đã vất vả giúp mẹ vác củi. Bỗng nhiên Enrico muốn xin lỗi Coretti nhưng không đủ can đảm. Sau khi tan học, thấy Coretti đi theo mình, Enrico đứng lại rút cây thước kẻ cầm tay dọa đánh bạn. Ấy đừng, Coretti cười hiền hậu nói, ta lại thân nhau như trước đi. Từ đó hai bạn trút bỏ giận hờn và tình bạn giữa họ ngày càng thêm gắn bó hơn. Khi về đến nhà, Enrico kể lại mọi chuyện cho bố nghe. Cậu tưởng bố sẽ vui và đồng tình với mình, nào ngờ bị bố mắng. Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi, thế mà con lại giơ thước dọa đánh bạn. Vừa rồi cô đã kể cho các con nghe về câu chuyện giữa Enrico và Coretti bằng lời kể của mình. Các con hãy thực hành kể lại câu chuyện nhiều lần cho những người thân trong gia đình của mình nghe nhé. Cuối cùng, cô chúc các con luôn vui, khỏe, chăm ngoan, học giỏi và luôn là niềm tự hào của ba mẹ. Cô chào và tạm biệt các con. Hẹn gặp lại các con trong những giờ học sau.